Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là một cây tùng lâm viên ạ. Vâng, cây tùng lâm viên dáng lùn. Cây tùng lâm viên dáng lùn ấy, nó họ làm từ đây bạn, các bạn nhìn này, họ làm từ cái gốc to, xong rồi họ tạo lũa. Họ chỉ lấy một lửa phần thân để họ tạo cái cây lên thôi. Trên đây đây. Còn một lửa thì họ tạo lũa. Bây giờ mình sẽ quay sát cái cây này để các bạn xem nhá. Sẽ quay sát để các bạn hình dung. Ở cái vị trí này ấy thì nó hơi ngược sáng, nhưng mà các bạn cố gắng nhé, cố gắng hình dung mình sẽ quay thật sát để các bạn hình dung ra. Đây cái vị trí này, họ chỉ lấy một lửa phía ngoài là cái vỏ thôi để nuôi tạo lên cái phần ngọn này, và một phần ngọn đấy là nhờ cái dinh dưỡng của một lửa, cái nhựa chạy lên là như vậy. Còn một lửa cái thân này họ làm lũa, các bạn hình dung ạ. Vâng, đây họ làm lũa đấy, họ tạo lũa từ cái thân cây ra. Đúng rồi, từ thân cây ra. Đúng rồi, các bạn hình dung ạ. Đây này, đây các bạn hình dung ạ. Đó, nó là thân của cây. Mặt kia hơi ngược sáng cho mình để mình quay chậu. Cây này nhỏ mà, cây này nhỏ. Đây, các bạn hình dung này. Đó, làm tần tảo rất kỹ. Cây này cao có 20cm thôi. Đấy, trong họ tạo lũa. Các bạn nhìn rõ tay một không? Đấy, họ lùi từ thân ra đấy. Đó, họ lùi từ thân ra. Tay một đấy. Đó. Vâng, bây giờ chúng ta trở lại vị trí này, hơi ngược sáng cơ. Hơi ngược sáng thôi, mình quay từ trên xuống dưới vậy. Các bạn hình dung ra này. Vâng, đây. Các mầm xanh này này, họ cắt cái đây của nó hơn tháng rồi. Bây giờ cái mầm này nó bật xanh lên, về sau nó xanh mới, xanh mướt toàn bộ khu vực này, đẹp vô cùng. Cây này làm kỹ quá. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.